À, dạ vâng ạ, em luôn xin được gửi lời chào và gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác cũng như là các anh em khách hàng trên toàn quốc nhé. Đôi loa B3X12i bãi, đôi loa cuối cùng của năm 2021 hôm nay lên đường rồi này các bác. Bây giờ hiện tại là em còn loa mới xịn các bác nhé, loa mới xịn và em còn hai đôi loa demo đang có giá tốt. Thì các bác của anh em gọi điện cho em để mua sắm sớm các bác nhá. Hôm nay đã là 25 Tết rồi thưa toàn thể các bác. Đây là anh Thanh có địa chỉ tại Lam Sách, Hải Dương đúng không ạ? Cảm ơn anh Thanh nhá. Và bác Thanh sang tới cửa hàng em và có chia sẻ là anh đang sử dụng một đôi loa Motivity đúng không bác Thanh? Chất lượng của nó thì là bác Thanh nói là nó không đạt. Đó, bác Thanh nói là mở thì âm thanh nó bị lẫn, nó không hay. Và anh Thanh có sang một người bạn đúng không ạ, của mình, và nghe và hát bộ sản phẩm em lắp năm ngoái đúng không ạ? Hình như em lắp năm ngoái cũng tầm này hay sao ấy. Đấy, và bộ sản phẩm em sử dụng loa B3. Vâng ạ. Anh rất ưng và chốt nên là sang mua đôi loa X12i bãi nhà em. Thực sự bác Thanh là em hơi tiếc bác Thanh ạ. Bác Thanh phải thông cảm, lúc đầu là em nghĩ là em muốn để lại em ghép cả bộ cơ bác Thanh ạ. Đấy, em ghép cả bộ để mỗi thứ cộng thêm một chút, nhưng mà cuối cùng thì vẫn cứ để lại cho bác đôi loa này. Bác sử dụng đôi loa là Motivity Bass 30-40 anh? 30 đúng không ạ? Nói chung là nghe nó không hợp. Đấy, phải dùng từ là nghe không hợp thôi. Đây là anh chọn đôi X12i. Khẳng định toàn thể các bác nhá, anh không nghe nhiều đâu, em mở đúng một bài thôi ạ. Tiếng bát nó đánh nghe ưng ngay, tiếng tép nghe ưng ngay đúng không ạ? Và anh nói là nó không bị lẫn như cái loa kia nghe nó không chuẩn. Đấy là ý kiến của bác Thanh nhá. Thì rất là cảm ơn anh. Em giới thiệu là đôi này đôi cuối cùng của năm 2021. Không thể nào lấy đâu ra đôi nào nữa. Hẹn các bác những đôi loa X12i của năm 2022 các bác nhá. Mà từ sáng giờ rất đông khách. Vâng ạ, vẫn có anh chị vừa đến cửa hàng, vừa đến xong ạ. Ok, anh về nhá. Cảm ơn anh ạ. Vâng nhá chị. Ok, em xin được gửi lời chào toàn thể các bác nhá. Không khí Tết đây các bác ạ. Nhà em có mai vàng trước ngõ đúng không ạ? Tường thật là cao. Đó, đây là mai. Đây là đào ạ. Ok, xin chào mọi người nhá.